mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ làm sao một bí kíp cách làm sao để lắp bếp công nghiệp tuyệt vời nhất và làm sao để hiệu quả nhất và ngon nhất, ok nhất nha. Điều đầu tiên là bạn phải chuẩn bị cho mình cốc nước nóng nha. Cốc nước nóng này này thật nóng vào, càng nóng càng tốt. Ok, được ngay rồi này bạn. Và đây là sản phẩm bếp công nghiệp, một trong những sản phẩm bếp công nghiệp mình rất là tin tưởng và rất là mến nó. Dòng này sơn tiết kiệm rất là ngon, chất lắm. Chế này chế của dòng quan đã phun rất là chuẩn, cực chuẩn, phun cực căng, giúp cho ga của bạn lên thẳng vào đáy nồi một cách tuyệt vời. Rồi anh em mình ngâm thế này rồi cho đai vào. Thôi chúng ta làm thật nhanh tay nhá. Chuẩn này nhanh tay ạ. Ok đấy, anh em mình xong một cái quy trình. Ở đằng kia cho bạn. Thì chúng ta phải ngâm tiếp một tí cho nó lỏng cái này ra. Để nó lở ra, cái này nó lỏng nó lở ra lạnh co lại mà. Chúng mình đưa cái đai này vào nhé. Ok, đây, cái đai này vào. Và chúng ta, mình cũng đấn nó nhanh lên tí. Rồi, ok. Rồi, hành trình chuẩn bị lắp bếp công nghiệp đã xong. Siết chặt hai đầu lại nhé, căng tay vào. Đấy. Mọi người có nhu cầu hay có cần mong muốn về bếp công nghiệp, bạn có thể chưa hiểu về bếp công nghiệp hay có vấn đề gì thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Bạn quay phim ơi, bạn làm xem một camera rồi bạn hạ cái ngón tay xuống một tí bạn quay phim rồi. Ok bạn quay phim, cảm ơn bạn quay phim rất là nhiều. Một thước phim này tuyệt vời đâu phải cảm ơn người quay phim đúng không? Nhỉ? Thì hành trình mình lắp bếp công nghiệp đã xong. Mọi người có thể quan tâm đến công nghiệp hoặc quan tâm đến gì thiết bị nhà bếp thì có thể quan tâm đến sản phẩm bên mình cũng được, hoặc không quan tâm không sao cả. Thì hãy cứ bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho Tuấn nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Xin chào và hẹn gặp lại.